Đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang xin giới thiệu các bạn cần lục cho bộ cần lục và máy Cred 4000 cần SpinJoy 425BXT và Shimano sản xuất. Còn máy là của Daiwa. Máy trôi cần cho bạn xem. Bát cái máy ở cần hạ thấp rồi các bạn nhé, mình cần cái bát hạ gần ngay trôi cần luôn. Máy Cred đấy, đây qua Việt Nam rồi. Tem 3D luôn. Còn tay tay nắm của tay quay máy kim loại hết các bạn nhé. Thông số của máy đây. Tiếp đến là cần SpinJoy 425BXT của Shimano China sản xuất, khuyên bát đều Fuji hết các bạn nhé. Khuyên Fuji đầu alo đá dày các bạn nhé. Đây này, độ tản nhiệt tốt, hạn chế xoắn cước như ngọn đây, ngọn xoắn xoắn các bước xoắn của ngọn này. Các bạn nhìn nhìn đến bát gà máy. Mang cái máy Fuji luôn các bạn. Chuôi cần này, Shimano chuôi cần này. Vừa rồi Hải đang phát sinh để giới thiệu các bạn là bộ cần lục SpinJoy của Shimano sản xuất và máy Cred 4000 của Daiwa sản xuất. Hải đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.